275 á chị. Chào các bạn nha. Nay mình quay sầu riêng Hiếu Nghĩ ở 45 cách mạng 8 quận 10 nha các bạn. Nghe nói ông đi nói xấu tôi phải không Dũng? Ông nói xấu tôi hả? Tôi dẹt mỏ ông luôn giờ á. Lấy trái sầu riêng tôi ịnh vô mỏ ông luôn á. Nói sợ quá dùng trái sầu riêng luôn kiếm cái khác. 258. Chuột em lấy sầu riêng đi để Dũng nó trong này nó khui. Ok không? Đúng vị rồi đó. Đúng vị chưa? Có chưa? Bữa giờ là đăng Facebook là clip nào cũng mấy trăm ngàn view đó. 196, 258, 196. Bà Trúc bà hưởng lợi với tôi hưởng được đồng nào đâu. Anh em có thẳng nói thật chứ sao? Dám đâu. Trời. Hồi xưa là có mở tính tiền đúng không? Không có. Xưa có trong đó. Thái nó vậy chị, cũng thái nó vậy. Vỏ nó xù xì mà muối nó thơm. Quân tử có thương thì đóng cọc. Cái đó là bà Xuân Hương bà nói với tôi không có nói á nha. Chứ không phải là cô lương có thương thì đóng cọc hả? Không. Anh quân tử chứ em phải cô lương mới được, chứ quân tử không rồi. Dạ. Có hai loại chứ sao. Rồi nói chung còn nhiều lắm mà anh chồng cô chưa. Rồi cô sao à? Trái hả cô? Không đi sao? Trái à? Trái hè, trái đúng không? Trái. Nó nói trái. Anh chị đây xong rồi. Hai hộp đúng không? Rồi hai hộp. Hai xong rồi đó cô. Bốn trăm bốn trăm sai gì? Bắt cái sai gì? Không đúng rồi. Chốt đọc wifi cho khách kìa. Mềm ráo à? Dạ. Có rồi, có rồi. Bật rồi. Rồi, thử cho em coi. 14 ngày 450. Em mới nói nhiều quá anh Dũng. 26. Ok không à? Ngày mai in cái mật mã wifi dán vô đây nè. Nó khô quá con. Nó trong cái hàng đi sáu là nó mềm vậy, nó ngọt á. 450 anh. Con mới trời luôn á. Cái lép là cái gì ta? Đã không cô? Đã hả? Đã mà cái miệng của mình nó giật luôn phải không? Cái mỗi lần mà con đã là cái nốt ruồi con nó tưng lên tưng xuống vậy nè, cách nhau 5 cm. Nhưng mà một số cái là lép nó không có ngon, đúng không? Công nhận không? Đó, bả cừ kìa. Bớt bớt cho nghe, tính kép cho bớt đi nghe. Nghe. Tôi có nói cái gì đâu. Đó, trời ơi. Sao đâu. Sao là ở trên đó cô. Lanh lắm. Rồi, tới một trái cho Bảo Hồng. Tái luôn nữa hả? 26, 26. Có 3 kg không được anh ơi. 3 kg được hả? Nãy kêu 2 kg. 380. Đấy lộn. 416. Ok không? Nói chung cái này là phải mềm mềm nó mới ngọt hả chị? Ba cái kia này nó vậy. Một số cái mềm là không ngon. Đánh tém vô nghe. Nghe nghe. Đánh tém vô nghe. Nghe. Dẻo như kẹo kéo luôn. Ok. Dẻo như kẹo kéo, người ta ăn kẹo kéo cũng sướng hơn ha. Kẹo kéo cũng vỏ không? Thôi khui trái khác cho chị đi. Dưới gỗ đó, dưới chân anh. Trời sao tôi giống chủ ở đây dữ vậy?
Bà chốt. À, tôi giống chủ ở đây vậy. 33. Anh muốn chủ là chủ rồi. Nếu mà anh có gánh được thôi em đòi nào rồi chạy đi anh á. Giờ thấy cũng nhiều sai lắm chứ không có gặp bà này. Rồi. Để đó chị. Cái này ngon như sao hẹn A luôn á. Ok anh chị. Nhiều nãy nhiều. 33. Con mua. Rồi 33 nhá. Quét mã đi em. Đây em trái được không? Cắt phải hết vậy đây. Rồi, trong miệng cũng rất đầy hạt đó. Gá khô hả? Rồi em hiểu rồi. Dạ. Kênh anh Dũng mày không đăng rồi thôi, mà đăng là mấy trăm ngàn. Đúng rồi. Ừ. Dũng là người có thế lực. Dũng nào vậy? Nghe nói Dũng nào vậy? Thế lực không Dũng nào. Cái Thái à? Thái. Thái nữa hả? Được nha. Thôi tôi ước về bữa nào mà có sầu riêng mà bí hột lép á gì. Có còn bỏ là hộp khác không? Cái gì sầu riêng bí á. Bỏ rồi chứ nó à. Lấy cái là nó hụt liền, hút là bị ung lại liền á. Chú 406 chị gái. Ok không chị gái? Có tiền chú ơi. Ngon là được. Ngon là quốc quá không? Ngon là lụm quá không chị? Con có biết ăn sầu riêng không con? Không. Không mà trời ơi. Mới vô đây hay sao vậy chị? Cho mấy em bé trong đây là chút xíu là biết ăn hết luôn á. Tao thích ăn được chưa? Ăn sao về, ăn sầu riêng đi con. Ăn con trai. Ăn cho chú nhờ. À. Con ghi có thấy mà ăn loại nào á? Thấy trăm ba ký ghi cho mốt ký. Nhất lắm. Ông là Khôi thấy Khôi sầu riêng là dở hơn tôi rồi đó. Để cho Khôi ấy. Khôi là ông quay nha. Ừ. Ơ chết bằng. Đó. Nói á, cho anh nói á. Em làm mạnh tay á. Từ từ. Rồi thử đúng không ạ? Có gì có thấy mình ăn loại nào á? Ok anh chị. Dạ. 16 thì giá trái 140 kg. Giá cơm 330. Về ba mẹ ăn hả? Nó không biết ăn. Giá cơm 360. Phải không? Phải hả? Dạ giá trái 130, giá cơm 360. À, dạ, cơm á nha. À, cơm không. À, bữa ông Hàn Quốc ông hỏi tôi nhiêu cái tôi nói 330 ký cái ông đi luôn. Lên Sài Gòn giấu yêu coi nha con. Cô gáo thì anh thấy. Nhưng mà thích trong vàng thì để mua đi. Rồi lựa cái gáo cho. Trời, cái muối này giờ con heo rồi. Lượng trái ri nữa chốt. Trái này là 406. Bốn lẻ sáu với này là 338. Rồi cộng đi. Rồi 406, 706. 338 nha. 744. Cậu ơi, con bé con có trời ra trước. Đây là mình muốn đâu á. Đâu mà gọi lên đây là đây. 338. 744. Thử không chị? Ok em chị. Đừng xác xác vô. Xác xác cho em run. Ủa sao cái chị kia đi luôn hả? Sao lâu? Tại cái đống người đó mà. Con phân tán ra xíu. Con 6 tiếng tự nhiên đi đây nè. Nếu mà thôi thấy ồn ồn chị phân tán ra xíu đi. Chắc
Chắc ta hiền quá, anh em đầu ra gỗ ngồi á chút rồi. Anh Dũng ra thôi ơi. Rồi tới ai nữa à? Rồi tới một trái thôi. Một trái ghi gì đó thôi mà. Đó hả? Không ký được chị. Thôi xa thôi 56.000. Rồi 283, 288 đó chị ơi. Rồi vô đây em cho thử luôn chị. Vô em đốt một cái. Dạ nó khô ráo. Khô quá luôn. Giờ đang bán mà ông Thanh nó gọi rồi trời. Lại luôn á. Ơ chết. Chính cho tài. Cho em ngồi đây cái vỏ nó vô cái là. Sầu riêng này nhúng hơi quá tay nên nó vàng á cô chú anh chị. Rồi cho đây em đút cho miếng à. Đây là chị. Thôi, nó béo rồi. Bao béo. Ông nội nè. Chết. Hôm bữa giờ mày không có tha cái kia đúng không? Thọt quá chị. Chết mày à. Chết nó cái này. Cái là gì? Trời thái gì nó ráo rồi. Trái thái hả? Lo ăn đi. 1 kg không? Hay nửa ký? Nhiều nữa chứ á, 1 kg 360 đi mua hả? Rồi, tới ai nói chồng ơi? À, 1 trái thái cho chị nó 100. Rồi, 2 gì? Không. Có 210 chứ. Một số cái nó cưng. Có 210. Đúng rồi. Ủa, thái ngoài kia còn chín không á? Còn. Mấy thái thì còn đây nè. Không chị. Cái cơm 360 á, nhỏ là 360 luôn. Muốn lấy trái khoảng nhiêu ký á? Vừa là 3 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 cô hỏi nhỏ trả lời nhỏ thế cô hỏi mấy cái cuộc đây trái nhỏ bạc kiếm mấy con ký vậy cho anh con ký đi anh nó thái á con nít quỷ tào lao quá nha ông Dũng. Tại vì mình không có thường xuyên ra đây nha cô chú anh chị. Chết ri nữa hả? Dạ có ri thì cái bên. Lấy trái ri nữa đẹp. Lấy trái ri ngon cho chị kìa. Ri cân ký luôn hả chế? Cân ký luôn hả? Đó, giòn. Cái này anh kêu là giòn giòn. Em kêu này là thiếu nhi. Một ký cơm hả? Quá ai vậy? Tụi nhỏ nó trắng. Cái mùi trái mà. Dạ. Cái trái nhỏ nhỏ không á cô? Em hỏi đem cái đường xíu chốt xuống này. Nó khui cho nó gọn không hả? Anh Dũng, ông biết tôi thích quay thái là nó làm sao không? Cái muối của nó bao nhiêu chất dinh dưỡng, cái nó thồn vô tâm hồn của nó luôn, là nó bự ghê không đó. Chứ còn cái ri nó cứ eo quá, tôi không thích quay vậy nha. Đó không thấy không đó, cái này uống nào uống nặng đúng không, uống nào uống nặng mà hả, nặng thấy ham luôn vậy đó. Đó rồi cân ký đi sắp rồi, thêm một trái thái nhỏ lên. Chai ri chốt rồi mày lo mày ra mày bán đi rồi đó mày ngồi rồi đó, mày đỏ này.
nửa kia Thái, nửa kia Nghi. Ngồi đó nghe điện thoại. Nửa Thái nửa Nghi hay ăn nửa Thái nửa Nghi hả chụp? Đúng rồi. Rồi ai nửa Thái nửa Nghi vô đây đút cho mí luôn à. Cái này đâu mà sao nó vậy? Của chị lấy gì? Chị kêu chưa? Đừng. Em chốt hết rồi. Chốt hết rồi. Còn chưa? Chốt rồi. Rồi, nửa giây em ơi, lẩm tay đi. Biến cực căng. 196 ngàn. Từ từ nha, khi nào nhỏ sinh viên tính tiền nha. Nén rồi đưa hết rồi nè. Hết luôn anh, em đi tiền. Này Thái đục biến hay sao, đỏ chứ hả? Đó. Cái đó là quá tay. Nhúng quá tay đó. Nó vậy mới nó vậy mới vừa lòng mà bà chút. Này là Thái bằng kim á. Chứ mà hiền hiền như tôi, bà leo lên bà ngồi, bà thống lên bà ngồi luôn. Rồi anh muốn ngồi không? Cho ngồi nè, mệt quá. Có ngồi không? Cho qua. Ngồi hay nằm? Đứng. 6 với cái 3.3 đúng không? Đúng rồi. 3.6 với 3.3 là 6.9 hả? Lấy hương ký đi. Vậy đi, vậy đi. Rồi mà ok, 165 đi, 165 điểm sau năm. Điểm bảng rồi đúng không? 360. Rồi lại đem đút cho miếng nè anh trai. Đút cho thằng Khúc. Ổn không à? Rồi ok. Đây đúng không? Đà cô cho chị kìa. 350 thôi 150 sao á. Ăn có chị này nè. Dạ không biết cơm kia. Đi sao? 150 thôi. Ăn khô ăn nhão. Không khô không nhão. Dưa dưa. Nhão nó thấy ghê đó. Nhão thấy ghê kìa bà chốt. Nhão người ta thấy ghê bà cứ. Vô tấp kênh gì vậy? Sài Gòn dấu yêu anh. Vậy mà bà nội chủ ở đây bà phái nhạo. Thử nó không anh? Rồi thử hoài vậy. Không đang mua rồi. Thử có tính tiền không? Có anh không anh? Thử cái 10 ngàn. Thử đâu, thử cái là bỏ vô cân luôn rồi là tính tiền rồi. Thử cái 10 ngàn á. Đúng rồi, cái gần 10 ngàn á. Không dụ anh á. Rồi 1 ký. Cái dầm sáu. Làm sao vậy đó? Ông trả lời gì hỏi xong ông khách không đi là đúng rồi đó. Ký vào dầm sáu ông nội tôi không dám mua nữa. Ký vào dầm sáu. Mấy thằng viên gì vậy? 325. Còn không? Còn nữa hả? Nhỏ thôi. Để cái nào không? Rồi, nghỉ rồi, không bán nữa. Không, nghỉ rồi, không bán nữa hết rồi. Tại gì? Em muốn đâu anh? Cưng theo tính tiền hơn cái này mà. Đâu có mà. Sao mà tính cho đầu này? Quận mấy qua anh? Quận 2 hả? Quận 6 anh. Quận 6 hả? Quận 6 qua luôn rồi chú anh chị. Mà anh coi bà già, bà coi TikTok, bà thấy bà phải không? Dạ. Coi nha, thằng bà đánh ra ngoài đó. Ok em anh. Sao không chở bà đi luôn? Chở bà vợ đi, chở bà vợ đi. Chở.
gì? Đi tao, thôi đi tao chạy luôn à. Tao luôn chuyện trước đây nha. Mua ký gì vừa lên ký 8. Ký là ký 8 luôn. Tí ghê vậy trời. Ghê quá. Anh này phải cho đi làm sale. Tụi này ghê quá. Tụi này nó cứ hù cô không. Ký 2 còn trong trước à. Nhưng mà rồi. Rồi sao vậy? Còn ai nữa không em? Một tái kia. Anh để tin gì của mẹ. 365 cô ơi. 365. Lấy ký cơm nha. Lấy ký cơm nha. Đây là 333. 333 là thái thì bao nhiêu một ký? 306. Thế cho em ký thái đi. Ăn thái hả? Vâng. Ra chồng miếng ghi ngon muốn chết luôn. Thì nó mắc tiền hơn, nó ngon hơn. Đi cơm đúng không cô? Đi cơm con 306 á. Cho nó dài cái hộp cho tôi đặng. Đặng hả? Để đi đâu vậy á? Là em mấy rồi chị? Chị bà lắc rồi. Ủa? Ai là chủ nhân của bé chó vậy ạ? Đây 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 em ơi. Con sao hả? Nó đi dạo rồi. Đi em. Đi xếp rồi em đi. Em ơi. Chung muốn gì á? Hay đi chung vậy? Một trái riêng hả? Người ta nói đi riêng. Đi riêng đó. Bánh mì phải không? 6 kẹo chọn. Thấy cô thấy nghe giọng nói là nhớ nhớ chị đúng không? Ủa cô đi đưa gì lên? Đi gì lên con? Đứng đây đi. Nó khui cho cô luôn rồi nè. Phan hâm mộ tôi đó. Chủ bánh mì 6 kẹo. Nổi tiếng Thủ Đức. Vợ Thủ Đức. Mì ba tơi. Bánh mì thì phải có ba tơi. Rồi cút sao lại gì nữa? Thôi không biết. Nghe nói trên Sài Gòn là bánh mì ngon. Điền qua hả? Ok vậy. Tôi là tôi không có thích ăn ổ bánh mì được đó. Bánh mì đó đó. Nó bự quá chịu không nổi. Ăn quá vậy. Ừ, nhiều nhiều đồ ăn quá. Thử luôn đi con. 318 đi. Không quen quá. Ăn thêm một ít nữa thêm. Lấy hộp khác đi. Hôm nay con nhỏ mà. Lanh quá đá đâu đá vậy? Tôi nấu, tôi nấu. Ơi nghe gì khác khác không chốt. Này đâu có nấu nướng gì đâu. Nướng gì bởi nướng khác. Bao nhiêu đây? 390. 301. Em coi trái nào ngon em được một trái nữa là luôn cũng được. Ký mấy 2 ký thì cũng được. Chứ không phải cần. Nếu mà nó ngon rồi. Đây lại đây cần. Tiền bạc không cần thiết phải không? Ở đâu đặng chị? Hả? Ở đâu đặng? Quận 11 qua đây xa. Ờ. Quận 10 đi, quận 11 chứ xa. Lấy cái ấy ra. Quận 11. Nhớ qua ăn 7 ngày 7 món của Út Mẫn. Lãnh Bình Thăng. 7 ngày 7 món là 7 ngòn 7 mấy. Chị ở đường nào? Bình Thới. Bình Thới vậy là cắt ngang. Bình Thới quẹo qua. Ừ, trời ơi. Chỉ làm ngay ủy ban quận luôn kìa. Nhà ngay ủy ban luôn. Cái thái á là cái nào nó cũng bự hết á. Nó thồn vô tâm hồn của nó. Nó dồn lên. Bao nhiêu chất dinh dưỡng là nó hút lên, nó bơm lên.
cộng thêm người ta cắt xong về người ta bơm tiếp vô nữa. Dũng nghe quảng cáo là thấy ham rồi kìa. Tôi đang cầm dao quá, không nói rồi đó. Đó chị thấy không, đó bao nhiêu chất dinh dưỡng nó lên, nó cháy hết trơn rồi kìa. Đó cái muối đó còn cái chỗ nào nữa không, đến nỗi mà hả cái cơm đó, nó muốn bung cái ấy ra luôn kìa. Ok anh con, bung nắp ra luôn. Ăn khoai lang á. Một chút á, sau khi mà hái về lấy cái cây, cái tinh bột bơm vô thêm á chị, bơm vô cho cái muối nó tràn trời bờ đê luôn. Ở đây có một đội ngũ bơm vô đó, đi vô nữa này kìa. Em ơi, em bé ăn sầu riêng gì con? Tổng đài cảnh sát của em kìa. Chút này trên TikTok đó, cái trend là tổng đài cảnh sát trẻ em đó. Đó. À, tôi quay tôi nói tôi cũng mệt chứ bộ. Mà đảo à. Không sao không? Hai hộp thì chung không? Tính tiền chưa? Chưa. Nhiêu á? Chưa. Hai con cơm hả? Người cái gì vậy? Ba rồi, ba ở đâu xuống á. Ăn hết luôn hả? Ừ. Ngoại vô chứ đâu xuống. Đó. Nó cắn đó nha. Con ai nói em? Không giá gì mẹ. À, lấy nửa ký cơm kia cho hai con chú. Nửa ký hả? 769.000 đi. Cho anh đen ai chọn. Cái thử cho con à. Hai cô chú này nè. Ok anh chú. Rồi tới ai nữa à? Chị có cho chị. Chạy viêm viêm dữ hả? Rồi cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ. 301 đồng chị.